Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Brazil vào chiều ngày 24 tháng 9 theo giờ địa phương tại thủ đô Brasilia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Pedro de Oliveira, Tổng Thư ký và các thành viên của Hội Hữu nghị Brazil Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil Việt Nam cùng các thành viên ban lãnh đạo hội. Cảm ơn về tình cảm đoàn kết và ủng hộ của nhân dân Brazil cho Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định sau hơn 34 năm, quan hệ Việt Nam Brazil không ngừng phát triển cùng với nỗ lực của hai nước, nhân dân hai nước có sự đóng góp của hội hữu nghị Brazil Việt Nam Tuy nhiên, theo Thủ tướng, dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Trong hội đàm tới đây giữa Thủ tướng và Tổng thống Brazil, trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, hai bên sẽ ban giải pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng đề nghị hai hội hữu nghị Brazil Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn, thúc đẩy các hoạt động trao đổi giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục thể thao, nhất là bóng đá, du lịch có thêm nhiều sáng kiến và hoạt động mạnh mẽ hơn nữa thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước. Ông Pedro de Oliveira, tổng thư ký Hội hữu nghị Brazil Việt Nam và các thành viên của hội cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn. Tổng thư ký Hội hữu nghị Brazil Việt Nam cho biết, nằm trong dòng chảy hữu nghị giữa hai nước, Hội hữu nghị Brazil Việt Nam có quan hệ mật thiết với Hội hữu nghị Việt Nam Brazil và đóng góp hết mình vun đắp cho quan hệ hai nước. Hội hữu nghị Brazil Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đã và đang thành lập các chi hội tại các địa phương ở Brazil, có nhiều việc làm thiết thực đóng góp cho quan hệ hai nước như việc biên soạn xuất bản từ điển chủ đề Bộ Việt vân vân. Thưa quý vị, nhân dịp này, Tổng Bí thư ký tặng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp của vị lãnh tụ giải phóng dân tộc do chính ông biên soạn đáp lại thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính tặng ông Pedro de Oliveira bức tranh cây tre biểu trưng cho hình ảnh Việt Nam, đường lối đối ngoại của Việt Nam như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ.